Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ Hoàng Phúc Photo. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta tạo cái hiệu ứng vừa mờ ảo mà nó vừa hơi lấp lánh như thế này, theo cái phong cách giống như kiểu là hơi Trung Quốc một chút xíu ha. Đây là trước này, sau, trước, sau. Thật ra là ảnh này là mình cũng có blend màu rồi ha. Thì ảnh này là của bạn Kiên Kaka ha. Rồi, ok, chúng ta vô video thôi. Nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình, đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và comment cho mình biết là ở video sau các bạn muốn mình làm về chủ đề gì nha. Rồi chúng ta quay trở lại, đây là cái hình mà sau khi chúng ta đã làm rồi nha. Thì bây giờ mình cứ tắt nó đi và mình mở lại cái hình đó nha. Chúng ta làm lại từ đầu cho nó dễ hình dung. Rồi đây là stop của Kiên KK ha, và đây thì để cho nhanh thì mình sẽ blend màu bằng cái preset của mình thôi. Ví dụ như là mình sẽ sử dụng bộ Deluxe đi, là chuyên cho cái ảnh dạng là trong trẻo để cho nó nhanh, chúng ta không cần phải chỉnh nhiều. Thì đây ví dụ như mình thích cái màu này, màu số 28, hay là trước sau, trước sau, mình sẽ điều chỉnh lại một chút xíu. Ví dụ như là sáng thì mình sẽ tăng sáng lên một tí xíu nha, tí xíu thôi. Rồi về phần cái color thì mình sẽ không chỉnh gì nhiều. Effect thì mình sẽ giảm cái texture và clarity về không, mặc định đi để cho nó đây. Rồi như này. Rồi thì mình sẽ mở cái hình này luôn ở trong Photoshop nhé. Rồi cái hiệu ứng này nó sẽ ok nhất cho cái chuyện là chúng ta sử dụng cho những cái ảnh mà chúng ta chụp ảnh ngược sáng, nó sẽ hay nhất. Đó là khi mà ở những cái viền xung quanh người mẫu á, các bạn sẽ thấy nó có những cái viền sáng lên á, thì lúc đó chúng ta sử dụng cái style này nó sẽ ok nhất nha. Và đặc biệt phù hợp cho những cái ảnh mà nó hơi buồn một chút xíu á, kiểu các bạn muốn tạo ra cái mood, cái cảm xúc cho ảnh á, là nó nhẹ nhàng và nó nên thơ, nó hơi man mác buồn á, thì nó sẽ ok nhất. Ở đây thì mình vẫn sử dụng cái ảnh này, mặc dù là tương đối tươi vui nhưng mà thôi kệ, lỡ rồi không sao hết. Rồi để đầu tiên là chúng ta sẽ tạo ra cái hiệu ứng nó hơi blur như thế. Các bạn có thể sử dụng hai pass đảo cũng được, nhưng mà ở đây thì mình sẽ làm một cách đơn giản hơn. Mình sẽ nhân đôi layer này lên, nhấn nút Ctrl J, phím J là phím nằm giữa phím H và phím K nha. Sau đó các bạn sẽ vào menu Filter, chọn Blur và chọn là Gaussian Blur. Ở đây thì các bạn cứ tăng lên tới khi nào các bạn cảm thấy cái chi tiết ảnh nó biến mất hết là ok rồi. Ví dụ mình để đây là 47, nhấn ok. Rồi ở đây thì mình sẽ chuyển nó sang là Scene, Screen nha. Và giảm Opacity xuống còn chừng 20, nhiều đấy thôi, 20, 25 thôi. Đó, đây là trước, sau, trước, sau. Chúng ta có thể nhân đôi hiệu ứng này lên và chúng ta chọn là Lighten nữa để cho nó hơi ảo hơn một chút xíu nữa ha. Đó là hai cái hiệu ứng vừa làm sáng và vừa hòa trộn. Thì đây mình sẽ để hết cả hai chúng nó thành 20%. Rồi đây sẽ là trước này, sau. Mình có thể tăng cái lighten lên một tí xíu cho nó đó ảo hơn như thế này. Đó là mình cảm thấy cũng khá ổn rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm cho cái hiệu ứng ở cái viền ha, ở cái viền nó hơi lấp lánh lên bằng cách là mình sẽ nhân đôi cái layer background. Mình chọn lại layer background nhé và nhân đôi lên. Đưa layer background lên trên cùng này, sau đó mình sẽ nhấn Ctrl L và mình sẽ di chuyển cái núm màu đen này này lên trên ngoài cùng này. Cái mà mình đang cố gắng làm á, là chúng ta tìm ra những cái điểm cháy sáng ở trong hình của chúng ta. Cụ thể ở đây là những cái khu vực mà ở cái headphone này, rồi ở những cái viền này, rồi ở phần nón này, kiểu như thế ha. Phía bên này cũng có. Chúng ta nhấn ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào menu Select, chọn là Color Range và chọn vào cái vùng màu trắng đó. Fuzziness chúng ta có thể để là Highlight này, để Highlight nha. Rồi Fuzziness để cao lên tí. Rồi Range ta đẩy lên tầm này. Rồi nhấn OK. Đó, mình sẽ có cái Highlight kiểu như này nha. Mình sẽ nhân đôi Ctrl J lên để mình lấy cái phần màu trắng đó ra. Đó các bạn thể thấy những cái phần là phần màu trắng này. Rồi mình bật hết lại nha. Và bỏ cái layer này đi. Mục đích của chúng ta là lấy ra được những cái chỗ bị cháy sáng đó. Rồi sau khi các bạn xong rồi, chúng ta sẽ vào menu filter, chọn là các bạn nhân đôi nó lên đã ha. Tại vì ở đây là mình đang muốn tạo ra cái lấp lánh đó ha, bằng cách là một cái là motion blur theo hướng 45 độ, một cái là motion blur ở hướng là âm 45 độ, thì chúng ta sẽ có là hiệu ứng cánh sao ngược chiều mà ha. Rồi cái này sẽ là 45 độ nha. Mình sẽ vào menu filter, chọn blur và chọn là motion blur. Đó, ở đây thì mình sẽ nhập cái này là 45 độ và các bạn để tăng lên. Zoom vào đây cho dễ thấy này. Các bạn để chúng ta có thể zoom vào đây. Zoom vào chút xíu nha.
và các bạn tăng nhẹ lên ở những cái vùng này này. Đó, cái vùng highlight các bạn thấy nó bị kéo dài ra không? Đó, ví dụ mình thấy là 295 ổn rồi. Tiếp theo mình sẽ bật cái layer số 2 này lên ha, và mình sẽ vào cũng vào menu filter, chọn blur, chọn motion blur. Như bây giờ thì mình sẽ nhập ở đây là -45, là ngược lại so với hồi nãy nha. Và cũng để là 295 luôn. Nhấn ok. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ thấy chúng ta có cái hiệu ứng nó hơi lấp lánh ở cái viền như thế này ha. Và nó tương đối ít. Trường hợp như ảnh của các bạn mà nó có cái viền này nó mạnh quá thì các bạn có thể gom hai thằng này lại ha, chọn hai layer đó và chọn là merge layer. Đó, gom lại và tạo cái layer mask. Và rồi các bạn sẽ sử dụng một cái brush màu đen nha. Brush màu đen. Đây, brush màu đen bỏ lên trên cùng này. Tăng size lên một chút xíu và bôi bỏ bớt đi ha, chứ đừng để nó lấp lánh quá. Lấp lánh quá nó hơi lấp lánh vừa vừa thôi, lấp lánh quá nó hơi ố dè nha. Rồi, sau khi xong rồi các bạn cảm thấy như này ổn rồi thì chúng ta vẫn nên tạo thêm một vài cái gọi là những cái điểm mà nó sáng hơn. Thì để cho dễ thì mình sẽ sử dụng một cái brush ha. Đâu rồi cái brush? Đây, cái brush này thì cái link tải nó mình sẽ để ở phía dưới phần description, phần mô tả video, và ở dưới cái phần comment luôn, ở dưới phần bình luận đó có cái link, ở dưới phần bình luận của video nha, có cái link để tải cái này. Để mà cài cái này dễ lắm, các bạn click chuột phải vào cái file brush này, file .abr nha, file brush nha, chọn open with và chọn là Photoshop. Đó, và nó chạy một chút xíu rồi. Sau khi nó chạy xong như vậy rồi, chúng ta sẽ vào cái brush này, chọn brush tool nha. Và ở phía dưới cùng, các bạn cứ chọn tới cuối cùng, các bạn sẽ thấy cái free lens flare. Đó, cái brush này thì mình tải miễn phí trên mạng thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái layer mới và layer trống nha. Ctrl Shift N. Và chúng ta sẽ chọn tới cái dạng brush nào mà các bạn cảm thấy ok. Ví dụ như là mình sẽ chọn cái brush kiểu này chẳng hạn, như vậy ha. Để cái size bé bé xuống nha. Ví dụ chừng 400 mấy, 1000 thôi. Các bạn cứ click đại một cái, coi thử coi cái size nó phù hợp với ảnh của các bạn không. Như ở đây cái ảnh này thì mình đang thấy ở khoảng cỡ 1000 này. Size brush 1000, size brush màu trắng nha. Nhớ là chọn cái brush, cái cọ màu trắng nha. Và chúng ta cứ thế bôi, click vào những cái khu vực mà các bạn cảm thấy nó phù hợp thôi. Đó, ở đây thì mình sẽ click vào những cái vùng biên ha, vùng biên. Đó, một vài click thôi nha. Như mình nói rồi, làm thì làm nó hiệu ứng nó vừa vừa ít thôi thì nhìn nó sẽ đẹp, chứ nhiều quá nó không đẹp đâu. Rồi, đó, thì đây chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng. Mình sẽ gom những cái layer đã làm này lại nha. Đây là trước, sau, trước, sau, trước, sau. Đó, cái hiệu ứng này nó sẽ làm cho ảnh của các bạn nó trông nó hơi nhẹ nhàng, nó hơi huyền ảo một chút xíu ha. Và nó khá là mơ mộng kiểu như vậy. Cho nên như mình nói rồi, nó sẽ hợp với những cái ảnh mà cái mood, cái cảm xúc của ảnh á, nó cần hơi trầm trầm lại một tí xíu để nó không bị quá ha, nó không bị kiểu nó mơ mộng quá ha. Rồi, thì đó là toàn bộ video. Mình hy vọng là video này sẽ hỗ trợ được nhiều cho các bạn trong cái quá trình chúng ta chụp ảnh chân dung cho bạn gái, cho gấu, cho người yêu, cho crush chẳng hạn như thế ha. Rồi, thì nếu các bạn muốn có thêm bất kỳ thông tin gì về muốn có thêm những cái video mình làm trong tương lai về chủ đề gì thì hãy comment cho mình biết ở phía dưới nhé. Mình có những cái preset panel, ví dụ như là panel Darkroom mình có hiển thị trên này, và những cái khóa học và bản quyền Adobe. Các bạn có thể lên trang store.hoangphucphoto.com của mình để xem thêm thông tin về những sản phẩm mình đang có nhé. Mình sẽ hỗ trợ anh em cài đặt này nọ miễn phí sau khi mua, hoặc là cài đặt dùng thử panel Darkroom này miễn phí được luôn nhé. Rồi thì đó là toàn bộ video. Bye bye anh em. Mình là Ngô Hoàng Phúc từ Hoàng Phúc Photo. Nhớ click vào những video phía dưới này để không bỏ lỡ những video mà mình đã làm trước đây nha. Bye bye.